Trời sấm chớp quá trời luôn. Ô, mưa râm râm rồi. Khỏi đi chợ luôn đi. Thì khi nấu cháo gà mình phải cần lóc đi cái da và lấy đi lớp mỡ bỏ ra. Mình chỉ ăn cái phần thịt gà thôi thì rất tốt cho cơ thể đó. Chấm. Bây giờ bà Hai sẽ lóc da gà ra nha. Một con dao nhỏ thật bén nhé. Đó, nhà bà Hai bán gà nhưng mà bà Hai biết lóc da cả. Nói vậy thôi. Đó, cái cháo thấy không, mỡ nè. Đó, mỡ nè. Mỡ này ăn là béo lắm luôn. Mình ăn béo miệng luôn mà béo người luôn. Nước của mình sôi rồi đó các cháu. Bây giờ bà sẽ cho một chút xíu muối vô. Để một chút nữa thịt gà nó sẽ ngon hơn. Cho một ít gừng vô. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thịt gà vô. Bỏ vào nước nè. Nước rất là thơm. Bây giờ mình cho lửa vừa thôi nha các cháu. Không để lửa lớn đâu. Để cho cái nước nó được trong. Với lại gà nó ngon hơn. Trong khi mà chờ cho thịt gà nó chín á, thì bây giờ bà sẽ đi vo gạo với lại vo đậu mà vo thật sạch nha các cháu. Bà Hai cho gạo vô cái tô để vo nè. Đó, mình khuấy 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 cho cái bụi rồi nó động lên, nó dấy lên rồi nó, rồi mình chắc cái nước này ra. Bây giờ bà Hai cũng vo đậu luôn nè. Vậy là được rồi đó các cháu. Rồi, bà Hai đã vo gạo với đậu xong rồi. Ồ, gà của mình chín luôn rồi. Bây giờ mình vớt gà ra. Muốn biết gà chín chưa? Các cháu biết làm sao không? Mình lấy đũa mình xăm vào thịt gà. Xem nó còn máu trong thịt không. Nếu mà nó hết máu là nó chín rồi đó. Mình vớt gà ra dĩa nha các cháu. Chút xíu gà nó nguội rồi bà Hai sẽ xé nhỏ rồi. Rồi, bây giờ bà Hai sẽ cho gạo với đậu xanh vô cùng một lúc. Rồi, kế đến bà Hai cho đậu vô luôn. Hết tí luôn. Khuấy lên cho gạo với đậu xanh nó đều với nhau. 15 phút sau cháo sẽ chín. Cái cháo nhớ hớt bọt nha. Bởi vì mình hớt bọt thì cái nồi nước mình sẽ trong hơn. Với lại cái phần bọt này á, nếu mình ăn vô nó không có tốt cho sức khỏe đâu, mà có khi là phải đau bụng nữa đó. Cái phần này là cái phần gà, thịt gà mà phần dơ nó nổi lên trên. Cho nên mình cho nó sạch.
trong khi chờ cháo chín, bà sẽ làm món đậu đen. Ủa, nhưng mà đậu đen là món gì? Hãy đợi đấy, rửa lên nha các cháu, cho chảo nóng lên. Bà sẽ rang đậu đen. Các cháu ơi, cái đậu đen này thì rất tốt cho tim mạch nha. Những ai bệnh tim mạch thì ăn đậu đen này sẽ duy trì được cái nhịp tim của mình tốt hơn, với lại giảm cân nữa đó. Các bạn nào hơi béo chút xíu nhớ ăn đậu đen nhiều vô nha. Ồ, mà quên nữa, làm cho tóc mình đen nữa. Không phải chỉ có hàm thu ôm mới đen tóc thôi, mà đậu đen cũng giúp cho tóc mình đen, ít bạc, lâu bạc. Nhớ nha, đậu đen rất tốt. Đó, mình cho đậu vô để rang nha các cháu. Đủ rồi. Rồi, bây giờ bà Hai sẽ đảo đậu cho thật là đều, cho tới khi nào mà mình thấy đậu nó vàng vàng chút xíu mà nó có mùi thơm là tắt lửa được rồi đó các cháu. À, mà các cháu có biết không, đậu đen này á, nó giải độc cơ thể rất tốt. Với lại nó có thêm một cái công dụng nữa là làm chậm quá trình lão hóa. Các bạn gái nhớ chú ý điều này nha. Đậu thơm rồi đó các cháu. Khoảng 15 phút là đậu nó sẽ thơm. Và bây giờ mình tắt lửa. Được rồi đó. Bây giờ bà sẽ đun nước cho sôi lên. Trong khi bà chờ cái nước sôi á, thì bà sẽ cho đậu vô trong cái bình này trước nha các cháu. Mùi đậu bốc lên thơm lừng luôn. Sôi nha. Đổ nước, đổ hết cái phần nước sôi này vô trong bình, ủ khoảng 15 phút. Rồi sau đó mình sẽ thấy cái phần bột đậu nó lắng dưới đáy bình này nè. Lúc đó các cháu uống được rồi đó. Bây giờ bà sẽ thử coi cháu nó vừa ăn không nha. Hay là bà sẽ cho thêm gia vị vô để nó vừa ăn. Đây, mình sẽ cho một ít hạt nêm. Một chút muối. Bạn nghĩ là vừa ngon rồi đó. Tuy nhiên mình không phải nêm lại cho chắc ăn nè. Ngon rồi, vừa ăn lắm luôn á. Trong khi chờ đợi cho cháu nó nhừ thêm một chút nữa, với lại chờ cho cái nước đậu của mình nó lắng xuống, bà sẽ xé gà. Đây, cuối cùng bà cũng đã xé xong dĩa gà rồi nè, miếng sau cùng hết nè. Vừa kịp lúc cháo nó cũng xong rồi, cháo nó nhiều lắm rồi các cháu. Rồi, bây giờ mình sẽ múc cháo ra. Bây giờ bà sẽ múc cháo ra tô. Cháo chín rồi, ngon quá. Cho gà vô cháo. Mình cho một chút hành vô nè. Đó, tô cháo xanh xanh vàng vàng rất là đẹp. Chút tiêu nữa. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Ngon quá luôn. Đây, bà đã có một tô cháo gà thật ngon. Chút nữa, con nhỏ cháu về, bà sẽ ăn chung với nó. Chắc là nó thích lắm đây. Thôi là con mới về, nó mới ăn chung bà ăn con hộ. Ủa, về đó hả? Có. Đây. À, cháo gà. Trời ơi, hôm nay ngoài trời mưa lạnh, hôm nay mẹ cháo gà luôn đó. Ồ, vậy thì trốn tủ rồi ha. Chưa đâu, bà còn món nước đậu đen.
cân. Đúng không? Nó bút chá luôn nha, để ăn nóng cho nó ăn cân. Rồi, nó dữ lắm hay sao á? Bà mới xiên nấu cho con ăn nè. Ủa hồi trời mưa to quá, con đi về có bị mắc mưa không? Có chơi có thiệt cháu gạt cái về cái bà làm cái về đó. Hôm nay thì bà hai đã chỉ cho các cháu nấu cái món cháo gà đậu xanh với lại nước đậu đen theo công thức của bà hai. Nếu như các cháu có muốn làm cái món ăn này tại nhà thì nhớ bình luận ở dưới cho bà hai biết nha. Và các cháu nào mà thích bà hai làm nhiều món ăn khác nữa thì nhớ nhấn nút thích và chia sẻ giùm bà hai. Cảm ơn các cháu đã đến với vlog bà hai Đào. Chào các cháu.